Xin chào anh chị và các bạn. Tiếp nối cái video thứ hai về quản lý hồ sơ. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn anh chị cách quản lý về cách xóa các hồ sơ và quản lý hồ sơ trường tộc nhé. Thì trước hết là khởi động chương trình này. Thì khi mà chúng ta làm việc, nếu như chúng ta làm việc trên cái chế độ mà xem như thế này, thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ chỉ xóa được qua cái chức năng cập nhật ở trên này nhé. Khi mà anh chị vào cái chức năng cập nhật này ở trên này, thì nếu chúng ta muốn xóa một cái hồ sơ nào đó thì chúng ta sẽ tìm hồ sơ đó, ví dụ như là ta tìm hồ sơ từ Đào Vân chẳng hạn. Đây, thì ví dụ như là khi mà mình muốn xóa một cái hồ sơ nào đó thì anh chị nhìn, ta lựa chọn cái hồ sơ đó nhé, và chúng ta sẽ chọn để xóa. Thì có hai cách chọn, một đó là chúng ta sẽ lựa chọn cái hồ sơ này và tất cả con cái của người này, hai là chúng ta chỉ chọn cái con cái thôi. Ví dụ như là trường hợp Nguyễn Văn Nhị nhé, chúng ta có Văn Nhị này, có vợ là Lý và vợ là Hoài này, thì Lý không có con nhưng mà Hoài thì sẽ có này. Giả sử khi mình chọn là chỉ chọn hồ sơ con này, thì nó sẽ liệt kê được hai người con là Nguyễn Thị Cầu và Nguyễn Bảo. Thế đây là hai cái hồ sơ mình muốn xóa đó. Còn nếu như cái trường hợp mà chúng ta chọn cả hồ sơ cả con cái, thì nó sẽ đưa cả cái hồ sơ Nguyễn Văn Nhị vào đây. Khi nó xóa, giả sử nó xóa cả hồ sơ này cũng được, sẽ đưa vào đây đó. Thì khi mà chúng ta muốn xóa bất kỳ một hồ sơ nào thì chúng ta sẽ đưa hồ sơ vào, sau đó chúng ta gõ OK, sau đó chúng ta ấn vào xóa. Thì khi mà chúng ta xóa, đặc biệt lưu ý là khi chúng ta xóa thì nó sẽ xóa mất toàn bộ hồ sơ này và không lấy lại được. Chính vì vậy cho nên là chúng ta đặc biệt lưu ý là nếu như hồ sơ nhập sai vị trí thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng là thay đổi cái hồ sơ, cái vị trí của cha mẹ đó, chứ chúng ta không được là xóa nó đi mất, xóa mất là sẽ không lấy lại được. Ví dụ như là cái trường hợp thế này nhé, thay đổi cha mẹ, tức là ví dụ như là tôi muốn xóa cái trường hợp là con của bà này, nhưng mà tôi nhầm là Nguyễn Văn Bảo này là con của bà Lý cơ, vậy thì tôi sẽ thay đổi nó như thế nào? Đây thì ta phải cập nhật này, thì ta chọn là thay đổi hồ sơ này, ví dụ ta tìm là Nhị này, thì đây sẽ là hồ sơ bố mẹ này đó, và Bảo đó, thì đây sẽ là hồ sơ con này. Đấy, tức là ta sẽ đưa cái hồ sơ này lên thành con của bà Lý. Ta ấn OK nhé. Khi thay đổi này đó, bây giờ khi ta lập lại cái danh sách này, đây mọi người sẽ nhìn thấy đây, Nguyễn Văn Bảo đã được đưa lên làm con của Nguyễn Thị Lý. Và đây cũng vậy, nếu như tôi muốn đưa nốt cái Nguyễn Văn Cầu này lên, à Nguyễn Thị Cầu này lên, thì tôi cũng làm lại thao tác lại tương tự. Mình có thể thay đổi nhiều hồ sơ cùng một lúc nhé. Bây giờ ta tìm lại này, Lý này, chọn là bố mẹ này, người ta sẽ tìm Nguyễn Thị Cầu, chọn là con này, OK này, đó. Bây giờ chúng ta lập lại cây này, ta sẽ thấy là cái trường hợp này đã được lên hai người này. Còn nếu mà chúng ta muốn thay đổi cái thứ tự của hai người này nhá, ta có thể kích đúp vào cái thứ tự con này, kích đúp vào đây, đấy, nó sẽ liệt kê ra cái phần thay đổi thứ tự này. Vợ chồng cũng thế, nếu có nhiều vợ chồng kích đúp vào đây, thì ta có thể đưa người này lên trên thành chị, ta ghi lại này, đó. Lập cây này, mọi người sẽ thấy là đây sẽ đưa làm cái Thị Cầu là con thứ nhất và Nguyễn Bảo là con thứ hai. Thì đó là trường hợp chúng ta muốn thay đổi, hay là ví dụ ta muốn thay đổi thứ tự vợ chồng chẳng hạn, đây chẳng hạn, ta kích đúp vào đây, ta có thể thay đổi cái thứ tự vợ chồng ở đây được. Bây giờ giả sử như tôi muốn xóa đây cái hồ sơ Nguyễn Văn Bốn nhé, thì các bạn lưu ý là nếu như chúng ta mà xóa hồ sơ trên cái chế độ nhập này, nó có một cái chức năng xóa đây này, thì chúng ta sẽ không xóa được những cái hồ sơ mà có con nhé. Có con chúng ta bắt buộc phải xóa qua đây, còn không có con thì chúng ta có thể xóa trực tiếp từ đây, xóa hồ sơ đây cũng được đó. Như vậy là khi xóa hồ sơ thì chúng ta sẽ lựa chọn cái hồ sơ cần xóa, hoặc là chúng ta xóa ở đây thì chúng ta có thể xóa cái hồ sơ mà không có con. Thế còn cái trường hợp mà chúng ta muốn quản lý cái trưởng tộc thì sao? Ví dụ như là khi mà chúng ta tìm kiếm được một cái đời gọi là trên cả của ông này, thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái người làm cha của người này. Như vậy ta sẽ vào cái chức năng cập nhật này, nó có một cái chức năng là thêm trưởng tộc mới này đó. Thêm trưởng tộc mới tức là gì? Ở đây chúng ta có thủy tổ là sẽ gõ chữ OK và ấn thêm trưởng tộc. Người ta sẽ hỏi là bạn có muốn thêm hồ sơ mới và đưa cái trưởng tộc hiện tại thành con không? Là yes, OK. Lúc này ta lập lại cây này, đó, ta sẽ có một cái hồ sơ mới là cha của cái hồ sơ trưởng tộc đã có. Đấy. Thì bây giờ có một cái vấn đề là nếu như người này có hai con chẳng hạn, tôi sẽ thêm một con nữa. Đó. Thì bây giờ mọi người nhìn nhé,
là chúng ta đã có hai người con. Như vậy nếu như bây giờ mà chúng ta thực hiện cái chức năng xóa này, chức năng xóa này, thì nó sẽ báo thế này. À, ok. Không thể thực hiện xóa được bởi vì hồ sơ trường tộc này có nhiều con. Chúng ta chỉ được phép xóa hồ sơ trường tộc khi mà người ta chỉ có một con, tức là sẽ đưa cái người con đó trở thành một cái trường tộc mới. Chính vì vậy cho nên là nếu chúng ta có hai con thế này, chúng ta sẽ không làm được. Thế bây giờ có người đặt câu hỏi là, thế bây giờ trường tộc của tôi có hai vợ, thì tôi phải làm thế nào? Thì cái trường hợp này, mọi người lưu ý là mọi người sẽ phải chọn cho tôi một cái hồ sơ ở trên để được gọi là cha mẹ. Chứ còn bạn nói là thủy tổ của bạn có hai họ, à hai bà vợ, nhưng bạn vẫn nằm ở một nhánh chứ bạn có nằm ở nhánh bên kia đâu. Chính vì vậy trên gốc của bạn nó chỉ có một gốc thôi. Làm gia phả chúng ta lưu ý chúng ta chỉ có một gốc thôi, chứ chúng ta không thể có hai gốc được. Thế chính vì vậy cho nên là mọi người đặc biệt lưu ý cái việc đó. Như vậy để mà xóa cái hồ sơ này đi thì đầu tiên tôi phải xóa cái này đi trước đã. Xóa này. Thì tôi này. Chọn này. Sao tôi có chữ ok. Xóa. Lập lại cây này. Đấy nó mất rồi này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xóa cái hồ sơ này đi nhá. Chúng ta vào cái phần xóa trường tộc này. Sau đó chúng ta chọn hồ sơ, nếu chọn hồ sơ chúng ta gõ ok. Khi mình muốn xóa này. Đây này, nó sẽ đưa hồ sơ con lên làm trường tộc. Đó, ta lập lại cây này. Đây, mọi người thấy không? Lại tiếp tục đưa cái hồ sơ này vào đây. Như vậy về cái tính năng cập nhật của chúng ta thì có một vài cái tính năng như vậy. Đó là thay đổi cái vị trí con cái. Và tôi sẽ giả lại hai người này về con của bà này nhá. Cập nhật này, thay đổi này. Tôi sẽ tìm câu này, chọn là con này. À, chúng ta phải chọn cha mẹ hoài này, chọn là bố mẹ này, câu chọn là con này, bảo chọn là con này. Ok, đi thay đổi này. Rồi, như vậy ta lập lại cây này. Đó, hai người con này đã được đưa xuống đây rồi. Đây, con thứ nhất, con thứ hai. Như vậy là đó là những cái tính năng giúp chúng ta có thể cập nhật cái hồ sơ và quản lý cái hồ sơ trưởng họ của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn.